Ok, xin chào mọi người. Hôm nay thì tớ sẽ đổi gió tí. Tớ sẽ react cảm xúc của Viruss, xem một cái video clip hài. Thì quanh hài tớ cũng biết chọn nào. Tớ thấy cái trên thịnh hành nó đang có thì tớ pick luôn một cái video của FAPTV. Dù sao đây là những đề nhóm ekip mà mình cũng rất là thích, hay xem. Nó cũng là các mấy người mà mình cũng quen ấy. Anh Thái Vũ này, Minh Dâu này, Bình Phương này. Và mọi người mình cũng khóa xem FAPTV á. Bây giờ mình cũng sẽ làm reaction này. Mà mình chưa xem, tiện xem làm thôi, đơn giản. Lâu lắm rồi, không có gì mới. Let's go. Drop below. Cái này các bạn xem phát video các bạn sẽ quá quen với cái đoạn đầu rồi. Battle game OMG 3Q đạo diễn viện anh viện. Cuộc sống mà. Nhà hay quá. Kì. Không, một cái pha chất này dễ, một cái pha hoài hài nữa. Chuẩn bị đi tặng quà bạn gái đi mà. Về số. Ui trúng kìa. Ui trúng kìa. Hôm nay là ngày 14 tháng 2. Với hai tờ giấy số này, anh sẽ cưới em luôn. Trời. Lo nhà không có kỹ gì hết, nhưng mà không sao, có thật giấy số mà. Bác sĩ ơi, bác sĩ cố gắng giúp cháu. Sorry mọi người. Ngã đi cấp cứu. Cái bình oxy thì bịt vào mũi. Có chuyện gì vậy mọi người? Ông ơi, con mình nó tỉnh rồi nè. Con khỏe không? Con có nhớ gì không? Nhớ. Cái quần của con đâu? Cái quần đen của con đâu? Cái gì? Cái quần đen của con. Cái quần của con á, mày cất trong tủ kìa. Cất trong quần bò đen. Mình nhớ là hình như là thủng ở đầu gối đấy bà. Bà cáo à. Sang ngày mới sao? Thái, con đi đâu vậy? Dạ. Con chưa khỏe mà. Ba mẹ yên tâm đi, con có hai tờ này là con khỏe rồi. Ba mẹ chờ con lên hương rồi. Thái. Anh trai, đổi về mà em hai tờ độc đắc anh. Độc đắc hả? Dạ độc đắc. Má đó giờ có mình mày đổi độc đắc tao luôn á. Trời ơi, hay gì vậy? Đã lắm luôn á anh. Sao vậy anh? Không đủ tiền đổi hay gì hả? Vé trúng từ đời nào giờ mày mới đổi mày? Anh nói vậy mới xuất viện ra là đổi liền luôn á. Nhập viện hồi nào? 14 tháng 2. Trung thu. Mấy này ghé không có nhận định được thời gian luôn. 14/2 mà sách đây chứ là trung thu. Hôm nay 13/9 nhằm ngày 14/8 âm lịch. 13/9 gì anh nói gì vậy? Ông cười với em kìa. Là hôm nay là tháng 9. Vé của em là tháng 2. Ui. Ôi ngã thế là kiểu bất tỉnh nhân sự mà lâu rồi. Hỏi tụi mình đâu. Hết hồn. Hết hồn luôn các bạn. Đây chỉ là một giấc mơ. Ủa? Con tỉnh rồi hả? Dạ, con có nhớ gì không? Khoan đã. Bà có thể nói cho con biết hôm nay là ngày mấy không? 14 tháng 2. Vậy là đúng rồi. Chỉ là một giấc mơ. Thôi mỗi người... Con tỉnh rồi hả? Dạ. Trời ơi, con ngủ có một đêm mà ba mẹ làm như con ngủ lâu lắm vậy. Ủa ai vậy mẹ? Em trai của con đó. À, dưới quê mới lên, con chưa gặp nó lần nào hết á. Không phải đâu, nó là em trai ruột của con á. Em ruột con đó. Em ruột, wow, amazing. Má là một người cha vĩ đại. Mẹ có con riêng mà dám dẫn về đây cho ổng nuôi. Mà hồi nào vậy, sao con không biết mẹ có bầu lúc nào vậy? Con nói gì vậy? Em ruột của con mà. Giống ba con mà. Anh hai. Trời. Em ruột. Đúng rồi. Nó mấy tuổi? 5 tuổi rồi con. 5 tuổi con... Con hôn mê 6 năm rồi đó. 6 năm rồi đó. 6 năm rồi đó. Ui 14 tháng 2 mà 6 năm sau các bạn à. Vãi nổi. Năm đây 6 năm. Vậy là coi như con mất 4 tỷ với lại 6 năm. Con nói 4 tỷ gì vậy Thái? Không có gì đâu, thật hỏi. Đau lòng lắm. Thôi được rồi. Dù sao thì 6 năm nay con cũng làm phiền gia đình rồi. Mẹ yên tâm đi. Nay con tỉnh rồi. Con sẽ làm lại từ đầu. Lấy lại những gì con đã mất. Không thể nào lấy lại 4 tỷ được. Ba, mẹ, mày đi chỗ khác chơi. Yeah. Yeah. Black B. Black B. OMG Bảo Quỳ. Rap rap. Yeah. Yeah. OMG Bảo Quỳ. Yeah. 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 Bước ra đây chơi, thanh niên tâm huyết ngỡ ngàng trong chơi với đẹp trai hai mái. Ngỡ là đơn giản nên không ai ngăn cản, cứ bước đi thanh thản phơi phới trong nắng mai. Ui biết hay quá. Mua vừa cho vừa bán. Câu nói dạy thương nhẹ nhàng của người bán. Chạy được vài ngày xa hương trong lời oán, chủ xe đã bỏ trốn lòng đau như trời giáng. Của đi thay người tự nhủ với bản thân, thanh niên trai tráng thì không nên rơi lệ. Vì có chuyện quan trọng mừng la đến trang giọng, cô người yêu trong mộng đó là không gặp không về. Chuẩn bị tư trang giày nón quần áo, đạp đất heo đất ngày tháng đã từng tảo. Chờ em đến 2 tiếng đổ bệnh không ai viếng, nước mắt anh dâng trào thịt cưới anh mang về. Từ đó về sau thề không dám làm gì, lỡ sai thì thân trai này phải trả giá. Trả giá làm ra như game OMG Bảo Quỳ là sai thì chơi lại. OMG Bảo Quỳ à? Quảng cáo game ạ. Mình cũng đã từng quảng cáo OMG Bảo Quỳ rồi. Game cũng vui lắm ạ. Game thể bài OMG Bảo Quỳ. Cái anh Phương này. OMG. Sau bao lần chơi lại tâm huyết khơi lại, con đường đến tớm dường như đã phơi bày. Nhưng cũng cách chơi review xem lại hại, thành thục cả 4 nước vậy rồi chơi được với ai. Bye 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 bye. Tôi thì chia sẻ kinh nghiệm mà mình có, nguyện tục vô quần anh em cứ nhìn ngó. Đổi các sạc vơ lấy quà tặng đăng nhập, tương đỏ trao liền tay xếp tím khỏi rình mò. Làm lại cuộc đời anh khuyên chân thành nên chọn nước ngô để chơi. Tại sao mình bám lại hại năm thiếu đốt tàn đội, càng nhây về sau thì càng lợi. À đúng rồi, nếu bạn nào chơi Bảo Quỳ thì Timbu rất ok. Như là tàu ngụy thì cày với điện vi cả cuộc đời, hiển thị khá rõ với là vinh râu. Từ ngụy nhảy sang đầu quần quá là kinh nhau. Anh mày bày cách chơi hoa nam lữ bố, đam to giảm nộ mình phải tin nhau. Đập nát thuộc quốc thiên thu Quang Vũ Triệu Vân của cô Quỳnh Phương. Sức mạnh hội nộ như lên Bình Phương, không nên khoan nhượng tôi đổi nước như lại bình thường. Thầy quá, đi thầy quá. Ê đại chiến OMG Bảo Quỳ quẩy tung. À mình chọn đúng rồi các em. Xem nó vì hay. Tam Quốc. Các bạn nào không biết thì OMG Bảo Quỳ là một game thẻ bài điện thoại chơi khá là vui. Bạn nào tò mò thì nên tải về chơi. Nó có 4 nước ngụy thục ngô quần. Và các bạn đi mỗi nước nó sẽ có một cái tính năng, có một cái phần gọi là passive riêng ấy. Rồi sang phần lộn này. Hai máy ngỡ là đơn giản nên không ai ngăn cản, cứ bước đi thanh thản phơi phới trong nắng mai. Cặp xe máy mua vừa cho vừa bán, câu nói dạy thương nhẹ nhàng của người bán. Chạy được vài ngày xe hư trong lời oán, chủ xe đã bỏ trốn lòng đau như trời giáng. Của đi thay người tự nhủ với bản thân, thanh niên trai tráng thì không nên rên lại. Đây là một cái cảnh mà tôi té cầu thang không nặng. Quan trọng mừng la nó trang giọng cô người yêu trong mộng, đó là không gặp không về. Trong 24 trang giày nón quần áo, làm đất heo đất ngày tháng đã từng tạo. Chờ em đến 2 tiếng đổ bệnh không ai viếng, nước mắt anh dâng trào thiệp cưới anh mang về. Từ đó về sau thề không dám làm gì, lỡ sai thì thân trai này phải trả giá. Để làm lại như game OMG 3Q, lỡ sai thì chơi lại đạo quá. Con người mới như cũ được cách chơi, lỡ mà chơi sai thì làm lại cả cuộc đời. Khi chơi thông thạo mưu tim đánh ngông ngạo, lấy tóm cánh sạc vơ tầm huyết này trong sao. À, xem đi hai mình thấy mọi người rất là tỉ mỉ chi tiết, là mọi người cái như làm rất là kỹ hài vãi nổi. Dù sao cảm ơn rất nhiều các bạn đã theo dõi phần cảm xúc của Viruss này, và cảm ơn các bạn rất nhiều đã cùng xem với Viruss với những cái video như thế này. Cảm ơn các bạn lần cuối, và các bạn nhớ ủng hộ cho FAPTV nhé. Một MV rất hay, một MV một trong những cái music video mà có cả can thiệp của hài và thú vị, rất xem rất hài. Nói chung là mang cho mình giây phút giải trí rất thoải mái. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy cùng chơi OMG Bảo Quỳ nhé.